Sáng 29 tháng 6, tại trường Mercury Hà Nội, tạp chí Trẻ Em Việt Nam và các nhà tài trợ đã tổ chức lễ trao giải và đấu giá các tác phẩm đạt giải cuộc thi vẽ tranh Ngôi nhà mơ ước lần thứ nhất. Sau hơn một tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 13.000 tác phẩm của hơn 10.000 thí sinh từ khắp mọi miền đất nước. Ban giám khảo đã chọn được 1.000 tác phẩm vào vòng chung khảo. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 1 giải tiêu biểu, 3 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải đặc biệt trị giá 5 triệu đồng được trao cho tác phẩm Mái nhà tình yêu của thí sinh Phạm Tùng Chi, trường tiểu học Nguyễn Du, Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngay tại buổi lễ, tác phẩm đạt giải đặc biệt và 2 tác phẩm đạt giải nhất đã được ban tổ chức bán đấu giá. Qua các vòng đấu giá, 3 tác phẩm đã được các nhà hảo tâm mua với số tiền gần 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đấu giá tranh sẽ được ủng hộ trẻ em khó khăn của chương trình Thắp sáng ước mơ do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phát động. Cuộc thi đã tạo ra một sân chơi lành mạnh cho trẻ em nhân dịp Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023.